Xin chào anh chị và các bạn, lại là Biển Xanh đây. Anh chị đã xem bao nhiêu video liên quan đến chủ đề bất động sản của Biển Xanh rồi? Biển Xanh ở đây để chia sẻ tất cả những lời khuyên, những kinh nghiệm để anh chị và các bạn có thể tìm thấy cho mình những sản phẩm bất động sản sạch, giá rẻ, pháp lý rõ ràng để đầu tư sinh lời, thay đổi cuộc sống hoặc an cư lập nghiệp sớm hơn một chút nhé. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của Biển Xanh thì đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấp vào chiếc chuông góc phải màn hình để mỗi khi Biển Xanh ra video mới thì YouTube sẽ báo vào màn hình điện thoại để các bạn có thể tiện theo dõi những video đó một cách nhanh nhất nhé. Còn bây giờ thì xin mời các bạn cùng theo Biển Xanh để chúng ta tìm hiểu sản phẩm ký gửi ngày hôm nay nào. Dạ vâng, hiện tại thì Biển Xanh đang có mặt trong khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, tọa lạc ngay tại mặt tiền đường tỉnh Lộ 9 thuộc xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với địa phận của xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là 8 km, và cách trung tâm Sài Gòn, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà là 35 km quý anh chị nhé. Ngày hôm nay thì Biển Xanh sẽ chia sẻ và dẫn quý anh chị mình tham quan một sản phẩm ký gửi mới. Đó là một lô đất nằm ngay gần với hồ sinh thái rộng 15 hecta, ngay bên cạnh chính là công viên. Đây chính là một cái công viên quý anh chị nhé. Và đây là thuộc giai đoạn 1 cho nên là nhà cửa dân sinh xây dựng đã rất là nhiều. Lô đất của chúng ta ngày hôm nay nó nằm ngay kế bên công viên. Lô này thì do anh chủ chơi chứng khoán cho nên là đang là bị cần tiền để thanh toán công nợ, do đó mà muốn bán nhanh với giá nó cũng khá là mềm, khá là rẻ để chúng ta có thể sở hữu một lô đất hướng Tây vô cùng là phù hợp cho những quý anh chị thuộc mệnh Tây tứ trạch, nằm ngay kế bên công viên quý anh chị nhé. Vị trí của chúng ta là từ cái cây này mình đo sang 4m, sâu xuống dưới là 18.72m². Đất thổ cư 100% nằm ngay bên cạnh là công viên. Đây là giai đoạn 1, là khu vực trung tâm của dự án quý anh chị nhé. Chúng ta chạy thẳng về phía trước là phố đi bộ, công viên, hồ sinh thái rộng 15 hecta. Lâu này bây giờ anh chủ đang cần tiền, bán nhanh trong 3 ngày, giá chỉ có 810 triệu, bao tất cả mọi thuế phí sang tên. Ở khu vực vị trí trung tâm này thì không hề còn giá này nữa đâu quý anh chị nhé. Và đặc biệt là những cái vị trí đẹp và đắc địa như thế này, như trên màn hình quý anh chị mình thấy, đây là một vị trí vô cùng là đẹp, ngay bên cạnh là công viên, vị trí trung tâm, đường nhựa, nước máy quý anh chị nhé. Chỉ có 810 triệu bao mọi thuế phí sang tên. Quý anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh, thấy nó phù hợp với nhu cầu của mình thì hãy nhanh tay nhấc máy kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số điện thoại 0377304018. Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị mình xem đất và tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi quý anh chị nhé. Cái lâu này mình mua để mà xây nhà để ở an cư thì quá là tuyệt vời đấy quý anh chị, bởi vì nó nằm ngay ở một cái vị trí trung tâm cho chúng ta. Ở đây thì rất là tuyệt vời, ngay bên cạnh lại có công viên nữa. Và trong khu này thì không khí lại cực kỳ là trong lành, không có ồn ào, không kẹt xe, không ngập nước và không khói bụi nữa. Chính vì thế mà ở đây thì cái không khí nó vô cùng là trong lành và mát mẻ, rất là tốt cho sức khỏe quý anh chị nhé. Cát Tường Phú Sinh, nơi cuộc sống tốt đẹp hơn, nơi đất lành chim đậu. Nơi đây thì cái thời gian hình thành mới chỉ hơn 3 năm nhưng mà lượng dân sinh đã về đây sinh sống lên đến 35% rồi. Và ở đây thì chúng ta di chuyển giao thông vào thành phố Hồ Chí Minh cũng như là vào về các tỉnh miền Tây cũng rất là dễ dàng, nhanh chóng và thông suốt. Biển Xanh xin nhắc lại cái lô này là hướng Tây quý anh chị nhé, 4x18 72m², anh chủ đất đang cần tiền, bán nhanh trong 3 ngày, giá chỉ có 810 triệu, đất gò cao ráo nằm ở vị trí trung tâm. Cho nên quý anh chị xem được video này của Biển Xanh thì hãy nhấc máy kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số điện thoại 0377304018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất. Còn bây giờ Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.